Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý diễn ra ở trong nước và quốc tế mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong bản tin. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc thiên tai dịch bệnh mất mùa, người dân lo lắng không đủ lương thực để ăn. Gần đây, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã yêu cầu Thống đốc các tỉnh Trung Quốc cần đảm bảo diện tích gieo trồng nông nghiệp không bị thu hẹp và năng suất cây trồng sẽ không sụt giảm trong năm 2022. Tại phiên họp về an ninh lương thực tổ chức tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng cảnh báo các thống đốc sẽ bị kỷ luật, thậm chí là cách chức nếu họ không giữ đúng cam kết. Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tỉnh Cát Lâm phía đông bắc Trung Quốc và yêu cầu chính quyền địa phương cần đặt sản xuất ngũ cốc lên nhiệm vụ hàng đầu. Việc các quan chức đẩy mạnh vào nguồn cung lương thực đã đặt ra những nghi vấn về việc Trung Quốc có nguy cơ đang đối diện với tình trạng thiếu hụt lương thực trong năm 2022. Đầu tháng 8, Trung tâm Thông tin về ngũ cốc và dầu Trung Quốc đã đưa ra ước tính về lỗ hổng nguồn cung sản lượng ngô trong năm tài chính 2022-2023 sẽ là 30 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với ước tính 15 triệu tấn trước đó. Trước đó, Trung tâm ước tính Trung Quốc sẽ nhập khẩu 8 triệu tấn lúa mì trong 12 tháng, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Đây là số liệu cao nhất trong suốt những năm qua. Trung tâm cho hay lượng lúa mì sẽ được nhập khẩu từ Nga, Pháp, Lithuania và Kazakhstan. Cuối tháng vừa qua, chính quyền Trung Quốc yêu cầu người dân ở nhà nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong số đó bao gồm cả những người nông dân, các lệnh giãn cách được giảm nhẹ và hầu hết nhà làm nông được phép quay trở lại với công việc. Nhưng không lâu sau đó, tình trạng thời tiết khắc nghiệt trên khắp Trung Quốc đã khiến mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng. Kể từ đầu tháng, mưa lớn đã tràn xuống phía nam, trung tâm và phía đông của quốc gia. Trong khi đó, các khu vực phía tây bắc và đông bắc đang phải đối diện với tình trạng hạn hán. Các loại côn trùng như châu chấu và sâu bệnh cũng đang tàn phá cây trồng. Nông dân chia sẻ với Epoch Times rằng họ lo ngại mùa màng sẽ thất thu trong năm nay. Người dân Trung Quốc trồng lúa tại 13 tỉnh bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Phúc Kiến. Tất cả các tỉnh này đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong tháng 8. Nông dân trồng lúa vào 3 thời vụ khác nhau trong năm. Vụ lúa sớm bắt đầu cuối tháng 3 và thu hoạch vào cuối tháng 8. Vụ giữa trồng vào đầu tháng 5 và thu hoạch vào cuối tháng 9. Vụ lúa muộn trồng cuối tháng 8 và thu hoạch giữa tháng 10. Do đó, đợt mưa lũ diễn ra đã làm ảnh hưởng đến cả 3 vụ trồng. Ông Lee đến từ huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây chia sẻ với Epoch Times. Vụ lúa sớm tại tỉnh đã bị tàn phá trước giai đoạn thu hoạch. Vụ lúa giữa mùa bị lũ lụt hủy hoại, còn giờ thì đã quá muộn để gieo vụ lúa muộn. Nghẹn ngào chia sẻ qua điện thoại, ông Chen từ tỉnh Hồ Nam cho biết người dân tại khu vực chưa thu hoạch được gì cho năm nay. Ông và dân làng lo ngại họ có thể sẽ không có đủ lương thực để ăn vì lũ lụt liên tục ập đến khu vực này. Hạn hán, lúa mì chủ yếu được trồng tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc Trung Quốc. Người dân chỉ thu hoạch một vụ mỗi năm, diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 8. Sản xuất lúa mì tại tỉnh Hà Nam chiếm 25% tổng sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, hạn hán đã phá hoại mùa màng tại khu vực Nội Mông, Cam Túc, Tân Cương, Cát Lâm và một số tỉnh phía Bắc. Đơn vị tư nhân Trung Quốc buôn bán ngũ cốc và dầu CCT đã đến thăm khu vực sản xuất lúa mì của các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Sau đó báo cáo rằng lúa mì năm nay có chất lượng kém hơn năm ngoái và sản lượng thấp hơn các năm trước từ 15-30%. Tình trạng tại Nội Mông, Cam Túc và Tân Cương còn nghiêm trọng hơn. Hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin 50,8% lượng đất tại Nội Mông đã bị hạn hán nặng. Khu vực này chủ yếu trồng lúa mì, đậu nành và ngô. Cây trồng, cỏ dại không thể phát triển vì hạn hán, gây ảnh hưởng đến công tác chăn nuôi tại địa phương. Tờ China News đưa tin đợt khô hạn khiến tỉnh Cam Túc gần như không có mùa thu hoạch trong năm nay. Một người dân tại thành phố Yu Hong của tỉnh chia sẻ, tôi đã 50 tuổi và chưa từng thấy đợt hạn hán nào như năm nay.
Vừa qua, một người dân tại Tân Cương đăng tải lên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng nhiều cánh đồng lúa mì đã khô cằn vì hạn hán. Người này chia sẻ, mọi người nghĩ những thứ màu vàng kia là lúa mì đã được thu hoạch ư? Chúng đều chết cả rồi, nông dân chúng tôi chưa thu hoạch được chút gì trong năm nay. Báo chí Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng do tình trạng hạn hán kéo dài 2 tháng nên hơn 2/3 cây ngô ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc đã bị chết khô. Các khu vực gần tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang đã ghi nhận nạn châu chấu hoành hành. Cuối tháng vừa qua, đại dịch châu chấu từ Lào đã tấn công vào tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã hành động nhằm quét sạch châu chấu tại tỉnh Vân Nam. Ước tính một lượng châu chấu lớn từ Lào sẽ xâm nhập tiếp vào Trung Quốc trước cuối tháng. Người dân tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Quảng Tây và Hồ Nam cũng đã báo cáo về nạn châu chấu tràn về khu vực trong tháng vừa qua. Sâu kèo mùa thu, loài sâu bọ chuyên ăn ngô cũng được báo cáo đã tàn phá mùa màng tại các tỉnh Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Hà Nam và nhiều tỉnh khác trong tháng vừa qua. Nhiều dấu hiệu khác. Nhiều xu hướng hiện nay cho thấy thị trường Trung Quốc đang thiếu hụt lương thực, thực phẩm khá nghiêm trọng. Vừa qua, nhà sản xuất và cung cấp nông sản chế biến hàng đầu của Trung Quốc do nhà nước điều hành China Agri Industrial Holding thông báo, chính quyền Trung ương gần đây đã xuất kho 3,8 triệu tấn gạo dự trữ của nhà nước ra thị trường. Đây là số gạo được thu hoạch từ mấy năm trước. Trung Quốc có một hệ thống dự trữ ngũ cốc quốc gia để duy trì an ninh lương thực, nhưng sản lượng lương thực dự trữ tại đây là bao nhiêu vẫn còn là một vấn đề chưa được giải đáp. Trong khi đó, theo dữ liệu công bố bởi hai công ty chứng khoán Orient Securities và Huatai Securities, so với cùng kỳ năm ngoái thì toàn bộ giá các sản phẩm ngũ cốc trong nước đều tăng vọt trong tuần đầu tiên của tháng vừa qua. Gần đây, Trung Quốc cũng đã nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp của Mỹ một cách kỷ lục. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Trung Quốc có một đơn đặt hàng ngô Mỹ lớn nhất từ trước đến nay với 1,938 triệu tấn, dự kiến sẽ được giao trong thời gian năm 2022 đến năm 2023, bắt đầu từ ngày đầu tháng tới. Queen, một nhà nghiên cứu nông nghiệp tại Trung Quốc, người này chỉ cho biết họ của mình vì không được phép phát biểu với kênh truyền thông nước ngoài. Ông lý giải rằng ngũ cốc có 3 mục đích sử dụng chính tại Trung Quốc là làm thực phẩm cho con người, thức ăn cho gia súc và nguyên liệu thô để nấu rượu và các sản phẩm công nghiệp khác. Ông nhận định tình trạng thiếu hụt lương thực hiện nay không nghiêm trọng bằng việc người dân không có lương thực để ăn. Giải pháp ở đây là cắt bỏ nguồn lương thực cho chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhưng nếu làm thế thì người dân sẽ không có đủ thịt để ăn. Tàu chiến Trung Quốc từng sẵn sàng cho tình huống đâm va tàu Mỹ ở Biển Đông. Một video mới được Hải quân Mỹ công bố về cuộc chạm trán căng thẳng giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông vào cuối năm vừa qua cho thấy phía Trung Quốc gần như đã sẵn sàng cho vụ va chạm khi đối đầu với tàu chiến Mỹ đang thực hiện tự do hàng hải trên vùng biển này. Hình ảnh nổi bật nhất của đoạn clip cho thấy trong tình huống đối đầu giữa khu trục hạm Lyon của Trung Quốc và tàu chiến USS Decatur của Mỹ thì thủy đoàn của Trung Quốc đã chuẩn bị phao để bảo vệ thân tàu, sẵn sàng nếu va chạm xảy ra. Video mới nhất được Hải quân Mỹ gửi cho South China Morning Post vào tuần trước dựa trên yêu cầu về tự do thông tin gửi tới Bộ Hải quân Mỹ năm ngoái. Trước đó, giới truyền thông cũng đã đăng tải hình ảnh vài tuần sau khi xảy ra cuộc chạm trán này. Cùng với đó, bản ghi âm thông tin liên lạc của đôi bên cho thấy phía Trung Quốc cảnh báo tàu Mỹ sẽ lãnh hậu quả nếu không đổi hướng. Các quan chức Mỹ thời điểm đó cáo buộc tàu Trung Quốc có hành động không an toàn và không chuyên nghiệp khi xâm phạm khoảng cách an toàn 40 mét đối với tàu Mỹ đang thực hiện tuần tra tự do trên biển gần quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Trái lại, Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông, đã cáo buộc Mỹ có hành động khiêu khích trong sự việc trên. James Holmes, giáo sư về chiến lược hàng hải tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng việc công khai các quan điểm của Mỹ về các vùng biển tranh chấp là cần thiết bởi việc kiềm chế không công khai tạo cảm giác Washington đang mất lợi thế trong cuộc đua giành ảnh hưởng so với Bắc Kinh. Lộ thêm bằng chứng Trung Quốc chủ động va chạm với tàu chiến Mỹ ở Biển Đông, Hải quân Mỹ công bố một đoạn video mới chứng minh phía Trung Quốc đã chủ động phương án va chạm với tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông diễn ra vào tháng qua. Đoạn video mới được Hải quân Mỹ công bố cho thấy thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Lanzhou của Hải quân Trung Quốc đã chuẩn bị phao nhằm giảm tác động của vụ va chạm và bảo vệ mạn tàu trong quá trình tàu Trung Quốc di chuyển lại gần tàu khu trục USS Decatur của Hải quân Mỹ. Ông Keith Patton, Phó Chủ tịch Ban Nghiên cứu Hoạt động và Chiến lược thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ nhận định, đoạn video đã cho thấy thủy thủ đoàn Trung Quốc thực sự tin rằng một vụ va chạm sắp xảy ra. Hải quân Trung Quốc đã phát đi tín hiệu họ thực sự nghiêm túc khi thực hiện các công tác chuẩn bị cho một vụ va chạm, ông Patton chia sẻ. Trái lại, ông Hubo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hải quân tại Đại học Bắc Kinh cho rằng, việc chuẩn bị phao của các binh sĩ Trung Quốc là phản ứng tự nhiên trước tình huống có thể xảy ra va chạm. Trước đó, SCMP đã cho công bố một đoạn video sau vài tuần xảy ra vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ-Trung ở Biển Đông. Theo bình luận trong video này, phía Trung Quốc đã cảnh báo tàu khu trục USS Decatur của Hải quân Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không thay đổi lộ trình. Vào thời điểm đó, giới chức Mỹ cáo buộc tàu chiến Trung Quốc di chuyển thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp khi hoạt động chỉ cách chiến hạm Mỹ khoảng 41 mét, trong khi tàu khu trục USS Decatur đang thực hiện hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên khu vực gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh gồm Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp và Ấn Độ thường xuyên có những hành động nhằm thách thức việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi lý và mở rộng quân sự hóa ở Biển Đông. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin mới nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Còn bây giờ Diễm Quỳnh cùng với 30 tập chương trình của kênh Tin mới nhất xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.